Và khi không còn nữa chơi sàn đấu, không còn ba đầu. Và khi anh em mình cũng lang thang nó ngoài xa lầu. Và khi tao không còn muốn hơn thua những thứ xa vời, đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Và khi không còn nữa chơi sàn đấu, không còn ba đầu. Là khi anh em mình cũng lang thang ở ngoài xa lầu. Và khi tao không còn muốn hơn thua những thứ xa vời, đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Và đâu bước ra trong ngõ cụt với tâm trạng hồn nhiên, hồi đi học quen ba lô và chưa biết cách kiếm tiền. Năm 13 đã giàu đời với cô em ba vòng căng, với hình xăm tặng ngày sinh nhật là một cành hoa hồng trắng. Hắn đang nghĩ mình đã lớn khô và không cần đến là thầy cô, đập thẳng vào mặt thằng nhóc để tìm cách lấy số. Vài tháng sau xin bà già cho hắn chạy xe tay ga, giao du với mấy thằng bạn nhà cảnh khám khí hoa. Trong cuộc nó sống thằng chi ngủ vẫn còn đang chích xì ke. Má nó bảo cái nít là ai nó bảo còn thích thì nghe. Má nó chửi má nó đập mà nó cũng đéo thèm ke. Và nó đánh đi dằn mặt nó vào phòng kéo rèm che. Sau vài tháng sự việc lặp lại nó quyết định lấy ba lô rời xa khỏi căn nhà đó, đi lang thang khắp phố từ Hòa Bình quận 5 đến Ánh Sao quận 7. Đã dừng lúc chỉ một mình nó đặt dấu chân giữa đường đây và đủ má đó. Và sau vài tháng đi xa nó lại quay về nhà như chẳng có gì xảy ra, ngồi ăn cơm với má rồi đọc báo với ba. Giờ phòng vật điều hòa uống một ly trà đá, ngồi một giấc thật là lạ và cho đến khi chiều tà. Rồi nó chợt nhận ra trong không gian chiều hà nó đã rất là sai, nó đã mất ngày mai. Nó nhìn thấy những thứ đang làm mà cũng chưa từng vì ai. Nè mới cùng đọc theo khúc hút với chúng tôi nha. Yeah. Và khi không còn ở trên sàn đấu, không còn ba đầu. Là khi anh em dùng mình đang thang ở ngoài xa lầu. Là khi tao không còn muốn ngưng thua những thứ xa vời, đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Và khi không còn ở trên sàn đấu, không còn ba đầu. Là khi anh em dùng mình đang thang ở ngoài xa lầu. Là khi tao không còn muốn ngưng thua những thứ xa vời, đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Làm mưa chiều xuống phố với lo mà mai. Đọc làm nhạc không phải chỉ kỹ nó lên những thứ nó cho là sai. Chẳng có ai quan tâm để ý khi những thằng nhóc vẫn còn chưa lớn. Có lẽ đúng anh nhất định thì cái tuổi 18 trong tao vừa chọn. Cũng chẳng còn đi trên xe đạp bằng áo trắng nhưng không đăng hoàng. Rời xa nhà gọi là đi học nhưng mà tất cả tìm theo quan đạn. Tự do một cách là thường bởi vì lúc đó chẳng may ngăn cản. Cho tao biết mình đã lạc được cái ngày thằng bạn đâu quăng sáng tay. Trở về nhà và giấu tất cả dù nó trong riêng mình thôi. Trước mặt mẹ tao vẫn mỉm cười nhưng mỗi phút khóc ra lời xin lỗi. Cái tội của tao quá lớn, tội mới là tao chưa hẹn ai. Tao tự cho nó là bài học và tao không muốn là mình lại sai. Âm áp là ngồi bằng cơm của cả gia đình có hôm đàn bài. Hay đắm chìm trong những lời ca cảm xúc thăng hoa mỗi khi làm nhạc. Ước lên bài cho người nhận xét và chú luôn sợ sẽ có ai cười. Bắt đầu đi như thằng mình ghét và đó là khi tao tuổi 20. Và khi không còn nữa sẽ đấu không còn ba đâu. Là khi anh em tụi mình lang thang ở ngoài xa lầu. Là khi tao không muốn ăn thua những thứ xa vời. Đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Và khi không còn nữa trên sàn đấu không còn ba đâu. Là khi anh em tụi mình lang thang ở ngoài xa lầu. Là khi tao không còn muốn ăn thua những thứ xa vời. Đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Và khi không còn nữa trên sàn đấu không còn ba đâu. Là khi anh em tụi mình lang thang ở ngoài xa lầu. Là khi tao không còn muốn ăn thua những thứ xa vời. Đó cũng là lúc tao phải trở về nơi mình từng ra đời. Yeah. Cảm ơn anh em. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ.